Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Trung Quốc vừa đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông trong vòng 3 tháng rưỡi, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 16 tháng 8. Trước tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã điều 4 máy bay ném bom B-1B đến ở đảo Guam, đánh dấu sự trở lại của loại oanh tạc cơ hạng nặng trong khu vực Thái Bình Dương. Theo thông tin của Sở Nông nghiệp Hải Nam, được báo mạng Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn ngày 2 tháng 5, mọi hoạt động đánh bắt cá không được phép trong những vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Trong thời gian không được ra khơi, tàu thuyền của ngư dân được kiểm tra an toàn miễn phí và ngư dân được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng và luật lệ liên quan đến đánh bắt cá. Trước đó, lực lượng hải cảnh và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo tăng cường tuần tra và giám sát kể từ ngày 1 tháng 5 nhằm bắt giữ tàu thuyền vi phạm. 4 chiến đấu cơ B-1B đến đảo Guam, Hoa Kỳ không tỏ ra khoanh tay trước những hành động lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt trong thời gian cả thế giới chống dịch COVID-19. 4 oanh tạc cơ B-1B cùng với 200 quân nhân từ căn cứ không quân ở Texas đã được điều đến căn cứ Anderson trên đảo Guam ở Thái Bình Dương từ ngày 1 tháng 5 và chưa rõ thời gian kết thúc. 3 chiếc B-1B bay thẳng đến căn cứ Guam, chiếc còn lại bay đến Nhật Bản tập huấn với hải quân của quân của Hoa Kỳ ở khu vực. Trong thông báo ngày 1 tháng 5 của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, nhiệm vụ của đội máy bay B-1B là hỗ trợ lực lượng tại Thái Bình Dương và đồng minh tham gia các nhiệm vụ mang tính răn đe chiến lược, ổn định trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trước đó, ngày 30 tháng 4, hai chiếc B-1B xuất phát từ căn cứ Nam Dakota đã có chuyến bay diễn tập trong vòng 33 giờ với trọng tâm là Biển Đông. Đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ hạng nặng trở lại Guam sau khi rời khỏi căn cứ này vào giữa tháng 4 2019, kết thúc chiến dịch 6 tháng của các loại oanh tạc cơ B-52, B-1 và B-2 ở căn cứ Anderson. Loại máy bay ném bom B-1 có khả năng chở nhiều vũ khí nhiều hơn máy bay B-52, trong đó có bom dẫn đường JDAM và tên lửa hành trình chống hạm. Đại dịch cúm tàu ngày 2 tháng 5 năm 2020 tại Đức, bang Sachsen-Anhalt nới lỏng các hạn chế đã có hiệu lực 6 tuần nay. Từ thứ Hai trở đi, 5 người có thể đi cùng nhau, ngay cả khi họ không sống trong một hộ gia đình. Từ thứ Hai, tất cả các cửa hàng ở bang Saarland có thể mở cửa trở lại bất kể quy mô và phạm vi. Yếu tố quyết định bây giờ là tuân thủ các quy định vệ sinh và chỉ được phép có một khách hàng trên 20 mét vuông diện tích. Số người nhiễm ở thành phố tăng lên liên tục 2 ngày qua, hôm qua 6 người, hôm nay thêm 9 người. Hàng ngàn người biểu tình hôm nay tại Stuttgart để phản đối các biện pháp chống dịch cúm tàu. Người khởi xướng là Michael Bongwet, kêu gọi hãy tuân thủ các quyền cơ bản như tự do hội họp và tự do tín ngưỡng. Ở Berlin cũng có hàng trăm người biểu tình chống các biện pháp hạn chế. Người Tây Ban Nha được phép ra ngoài lần đầu tiên sau 7 tuần. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch cúm tàu với hơn 24.800 người chết. Tuy nhiên, số ca tử vong mới đã giảm dần trong vài ngày qua. Theo thị trưởng Sergei Sibanin, hơn 250.000 người ở Moscow đã bị nhiễm virus Vũ Hán mới lạ. Các xét nghiệm hàng loạt ở thủ đô nước Nga đã cho thấy khoảng 2% dân số, tức là hơn 250.000 người đã bị lây nhiễm. Ông Sergei đã viết trên blog của mình vào thứ Bảy như vậy. Điều này có nghĩa là số người nhiễm bệnh ở Nga sẽ cao hơn đáng kể so với trước đây. Theo ý muốn của Thủ tướng Liên bang Angela Merkel, ngay khi có một vaccine chống virus Vũ Hán, thì nó phải được cho tất cả mọi người. Bà Thủ tướng phát biểu trước thềm một hội nghị video của các nhà tài trợ quốc tế về cuộc khủng hoảng corona vào thứ Hai tới đây. Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh nổi đó. Washington và Bắc Kinh
không thiếu lĩnh vực để đối đầu nhau. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm hàng đầu trong quan hệ song phương. Hôm qua, ngày 1 tháng 5, 2020, Phái bộ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc khẳng định ủng hộ Đài Bắc tham gia các hoạt động tại Liên Hiệp Quốc và ca ngợi Đài Loan chống dịch thành công. Ngay lập tức, người phát biên của Phái bộ Bắc Kinh tại New York phản đối dữ dội. Hãng tin AP cho hay, Phái bộ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đưa lên mạng dòng tweet nhấn mạnh cản trở Đài Loan đặt chân đến Liên Hiệp Quốc là không chỉ chống lại nhân dân Đài Loan, mà còn chống lại chính các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc. Theo Phái bộ Mỹ, đối với định chế quốc tế với 193 thành viên được xây dựng từ 75 năm nay, trên nền tảng phục vụ cho mọi tiếng nói, đón nhận các quan điểm đa dạng và thúc đẩy nhân quyền, thì việc ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc là lẽ đương nhiên. Phát ngôn viên Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đáp trả với khẳng định dòng tweet của phía Mỹ can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, xúc phạm sâu sắc đến tình cảm của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, cũng như xâm phạm nghiêm trọng đến nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thừa nhận chỉ có một nước Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa và Đài Loan chỉ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Các thông điệp ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan của đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hôm qua ắt hẳn không phải là ngẫu nhiên. Trong những tuần gần đây, chính quyền Mỹ liên tục cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin khiến đại dịch gây tổn hại vô cùng lớn cho phần còn lại của thế giới. Theo các nhà quan sát, một hình mẫu thành công trong việc chống dịch của Đài Loan càng được công luận quốc tế biết đến thì tình trạng bưng bít thông tin, lối cai trị độc tài, toàn trị của Trung Quốc càng lộ rõ. Triều Tiên công bố bằng chứng clip đập tan tin đồn về Kim Jong-un. Truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục công bố một đoạn video quay cận cảnh hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lần đầu tái xuất sau 3 tuần ở ẩn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 1 tháng 5 tham dự lễ khánh thành nhà máy phân bón Phosphor Sunchart ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA sáng 2 tháng 5 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới dự và cắt băng khánh thành của một nhà máy phân bón ở bắc thủ đô Bình Nhưỡng một ngày trước đó. KCNA cũng cho đăng tải một loạt hình ảnh chụp sự kiện, trong đó ông Kim tươi cười trò chuyện với những người xung quanh tại buổi lễ. Nhiều quan chức cao cấp của Triều Tiên đã tháp tùng lãnh đạo Bình Nhưỡng dự lễ khánh thành nhà máy phân bón Phosphor Sunchart, kể cả em gái ông, bà Kim Yo-yong. Theo báo Guardian, kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên KRT sau đó cũng cho phát sóng đoạn video ghi lại toàn bộ các hoạt động nói trên. Đây được coi là các bằng chứng sống động, xóa tan những tin đồn về tình hình sức khỏe của ông Kim trong suốt 20 ngày ông không lộ diện trước công chúng. Truyền thông nhà nước Triều Tiên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự vắng mặt của người đứng đầu đất nước thời gian qua. Theo Sputnik, đây không phải là lần đầu tiên ông Kim đột ngột vắng mặt trước công chúng. Năm 2014, ông từng ở ẩn suốt 40 ngày, làm dấy lên các đồn đoán tương tự về sức khỏe của ông vào thời điểm đó. Châu Âu nhấn mạnh việc điều tra nguồn gốc COVID-19. Trong một buổi phỏng vấn với đài CNBC hôm 30 tháng 4, khi được hỏi ý kiến về việc liệu Trung Quốc có cần hợp tác với Ủy ban châu Âu và các tổ chức khác để điều tra nguồn gốc COVID-19, Chủ tịch Liên minh châu Âu bà Ursula von der Leyen đã trả lời, vâng, tôi nghĩ rằng điều này quan trọng đối với tất cả chúng ta, đối với toàn thế giới. Bạn không bao giờ biết được khi nào những đợt dịch virus tương tự sẽ xuất hiện. Vì vậy, tất cả chúng ta đều muốn rằng, vào lần tới chúng ta đã thu hoạch được bài học về lần dịch bệnh này và chúng ta có thể thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm hơn, có hiệu quả thiết thực. Hồ sơ tình báo rò rỉ hé lộ cách thức Trung Quốc lừa dối thế giới trong dịch COVID-19. Một hồ sơ nghiên cứu của Liên minh tình báo Five Eyes tuyên bố Trung Quốc cố tình che giấu hoặc phá hủy bằng chứng về sự bùng phát của dịch COVID-19 dẫn đến tổn thất hàng chục ngàn dân mạng trên toàn cầu, theo Fox News. Tài liệu dài 15 trang từ các cơ quan tình báo của Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand được tờ Telegraph của Úc thu thập, tuyên bố rằng bí mật của Trung Quốc đã tạo nên một cuộc tấn công vào tình trạng minh bạch quốc tế.
Hồ sơ này bàn đến các chủ đề đã được thảo luận trong các báo cáo trên truyền thông, như sự phủ nhận việc virus lây từ người sang người lúc ban đầu của Trung Quốc, việc bịt miệng hoặc đàn áp tiếng nói của các bác sĩ đã cố gắng cảnh báo sớm cho người dân về dịch bệnh, sự phá hủy bằng chứng trong các phòng thí nghiệm và việc từ chối cung cấp mẫu phẩm cho các nhà khoa học quốc tế để phục vụ nghiên cứu vaccine. Ông Trump đến trại David họp bàn kế sách phục hồi nền kinh tế. Trong hai ngày cuối tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các cố vấn hàng đầu trong chính quyền để họp bàn về kế sách phục hồi nền kinh tế tại trại David, một trại quân sự trên núi, nơi nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ và khách mời của mình, theo Politico. Tại đây, ông sẽ bàn thảo kế hoạch với các cố vấn cấp cao, bao gồm con gái ông Ivanka Trump, con gậy Jared Kushner, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và thư ký báo chí Nhà Trắng Kelly McEnany, theo các nguồn tin thân cận trong chính quyền. Mỹ thử nghiệm ít nhất 14 loại vaccine phòng virus SARS-CoV-2. Theo giới chức y tế Mỹ, hiện có ít nhất 14 loại vaccine COVID-19 đang được điều chế trong chương trình Operation Warp Speed của chính quyền Tổng thống Trump. Dự kiến vaccine COVID-19 sẽ được đưa vào sử dụng đầu năm nay, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ, nhằm rút ngắn việc sản xuất vaccine chỉ trong thời gian tối đa 8 tháng. Số vaccine trên đã được lựa chọn từ 93 loại vaccine do 80 công ty dược phẩm điều chế, nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan chính phủ và quân đội Mỹ. Anh đã có kế hoạch dự phòng cho việc thủ tướng qua đời khi ông chống chọi với COVID-19. Reuters dẫn tin từ tờ The Sun cho biết, chính phủ Anh đã có một kế hoạch dự phòng cho sự qua đời của Thủ tướng Boris Johnson vì tình trạng của ông ngày càng xấu đi trong khi chiến đấu với virus Vũ Hán vào tháng trước. Họ đã có một chiến lược để đối phó với loại kịch bản. Theo cái chết của Stalin, Thủ tướng Johnson nói với tờ The Sun trong một cuộc phỏng vấn, đó là một khoảnh khắc cũ khó khăn, tôi đã vượt qua được nó. Sau khi ông Johnson được xuất viện, Bệnh viện St. Thomas cho biết, rất vui khi được chăm sóc cho Thủ tướng, nhưng không đưa thêm thông tin chi tiết nào về mức độ nghiêm trọng của ông Johnson vào thời điểm đó, ngoài việc cho biết ông đã phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Con trai mới sinh của Thủ tướng Anh được đặt tên theo các bác sĩ đã cứu ông khỏi COVID-19. Reuters ngày 2 tháng 5 cho biết, Thủ tướng Anh và hôn thê đã đặt tên cho con trai mới sinh của họ là Wilfred Laurie Nicholas, nhằm gửi lời tri ân đối với hai trong số các bác sĩ đã cứu sống nhà lãnh đạo người Anh khi ông chiến đấu với virus Vũ Hán. Hôn thê của Thủ tướng Anh, cô Kerry Simmons, đã công bố tên em bé vào ngày 2 tháng 5 trên Instagram bên cạnh một bức ảnh chụp cô và con trai, người có mái tóc giống như mái tóc của cha mình. Theo cô Simmons, tên của em bé với từ Wilfred là lấy tên theo ông nội của Thủ tướng Anh, trong khi Laurie là tên của ông cô, còn từ Nicholas là kết hợp giữa tên của hai bác sĩ đã cứu sống thủ tướng là Nick Price và Nick Hart. Tổng thống Trump mừng khi thấy Kim Jong-un trở lại và khỏe mạnh. Theo VOA, trước những tin tức về việc lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trở lại trước công chúng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Bảy 2 tháng 5 đã viết trên Twitter, bản thân tôi mừng khi thấy ông ấy trở lại và khỏe mạnh. Sau nhiều tuần với những đồn đoán về sức khỏe của ông Kim, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 2 tháng 5 đưa tin ông đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón ở phía Bắc Bình Nhưỡng vào ngày 1 tháng 5. Đây là tin tức đầu tiên với sự xuất hiện của ông kể từ ngày 11 tháng 4. Mỹ cam kết viện trợ cho Việt Nam gần 9,5 triệu USD chống COVID-19. Theo VOA Việt ngữ ngày 3 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần 9,5 triệu USD cho Việt Nam nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong đó, có 5 triệu USD thuộc Quỹ hỗ trợ kinh tế sẽ góp phần khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng bao gồm 4,5 triệu USD viện trợ y tế đã được công bố trước đây để giúp Việt Nam chuẩn bị các hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt phát hiện các trường hợp và giám sát dựa trên sự kiện
hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật chuẩn bị và ứng phó, giáo dục và giao tiếp cộng đồng, phòng chống nhiễm trùng cho các môi trường y tế, rà soát y tế công cộng tại các điểm nhập cảnh và nhiều hơn nữa, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Bộ Giáo dục Mỹ điều tra mối liên hệ giữa Đại học Texas và Phòng Thí nghiệm Trung Quốc. Theo tờ tạp chí phố Wall, ngày hôm 2 tháng 5, Bộ Giáo dục Mỹ vừa yêu cầu hệ thống Đại học Texas, viết tắt là UT, phải cung cấp các tài liệu liên quan tới mối quan hệ giữa họ và một phòng thí nghiệm Trung Quốc hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ là nơi xuất xứ của virus Vũ Hán. Yêu cầu cung cấp tin tức này nằm trong cuộc điều tra của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về việc có thể các trường trong hệ thống đại học công lập Texas không kê khai các ngăn khoản được cung cấp từ bên ngoài nước Mỹ, nhất là từ Trung Quốc. Lá thư của Bộ Giáo dục mà tờ tạp chí phố Wall có được cũng yêu cầu hệ thống đại học Texas cung cấp các tài liệu liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và khoảng 20 đại học cùng công ty Trung Quốc, gồm cả Huawei và một cơ quan thuộc Tổng Công ty Dầu hỏa Trung Quốc. Các đại học Mỹ theo quy định có từ mấy thập niên qua phải tiết lộ cho Bộ Giáo dục các giao kèo và quà tặng từ bất cứ nguồn ngoại gia ngoại quốc nào nếu có giá trị từ 250.000 đô trở lên trong một niên khóa. Bác sĩ Mỹ nói thuốc sốt rét hydroxychloroquine có thể trị và phòng ngừa COVID-19. Theo một nhóm các bác sĩ Mỹ, hydroxychloroquine, một loại thuốc sốt rét và lipos đã giúp hơn 90% bệnh nhân COVID-19 cải thiện tình trạng bệnh. Chúng tôi tin rằng có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về lợi ích cả và trước sau quá trình phơi nhiễm. Hai quan chức của Hiệp hội Bác sĩ và Phẫu thuật viên Hoa Kỳ, bác sĩ Michael Roth và bác sĩ Jane Orion đã viết cho một lá thư gửi Doug Ducey, thống đốc bang Arizona. Theo Epoch Times cho hay, hai bác sĩ Roth và Orion đã trích dẫn từ dữ liệu quan sát đến ngày 20 tháng 4 từ nhiều quốc gia của khoảng 2.333 bệnh nhân được điều trị bằng hydroxychloroquine, một số kết hợp với kẽm hoặc azithromycin. Trong số đó, 91,6% ghi nhận sự cải thiện lâm sàng. Hầu hết các dữ liệu trong bảng PDF đề cập đến hydroxychloroquine như một biện pháp điều trị COVID-19, nhưng một nghiên cứu chỉ ra nó có hiệu quả như một biện pháp dự phòng. Các bác sĩ cho biết, hầu hết các dữ liệu được thu thập dựa trên cơ sở quan sát hay không được thu thập thông qua các nghiên cứu chính thức. Trong một số trường hợp, tên của bác sĩ được liệt kê nhưng không có thông tin chi tiết, bản dữ liệu cũng có một số dấu hỏi. Các bác sĩ đã kêu gọi ông Ducey, một nghị sĩ đảng Cộng hòa, hủy bỏ lệnh hành pháp của ông cấm việc kê khai các loại thuốc này để ngăn chặn COVID-19. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày